Hello, xin chào cả nhà mình nha. Chỗ Nhân đang ở rồi cả nhà. Bữa nay là Nhân đi ký hợp đồng cho một khách hàng ở dự án Phúc An Gia Đình. Thì hồi trong năm là đặt cọc rồi, nhưng mà tiền ở nước ngoài gửi gì không kịp đó, cho nên là gia hạn lại, thì tới đầu năm nay là mới ký hợp đồng. Rồi bây giờ Nhân chuẩn bị đi qua bển. Rồi hẹn cả nhà mình ở bên trụ sở của Trần Anh nha. Làm hợp đồng xong thầy có tặng cho một cái bao lì xì may mắn đầu năm mới. Bây giờ mở cái thử là bao nhiêu vậy cả nhà. Rất là hồi hộp. Vâng, tiền đô vậy cả nhà ơi. Thầy là Việt Kiều ở bên Mỹ, ở bang Texas. À còn tờ nữa. Giờ rồi, vậy là thầy lì xì cho 3 tờ là 13 đô. Thì có 10 đô Canada. Đẹp quá luôn đó nha. Quá đẹp luôn. Với lại 1 đô Mỹ và 1 tờ 2 đô Mỹ. 2 đô này là rất may mắn nha cả nhà. Đầu năm ai lì xì cho 2 đô là rất may mắn luôn. Rồi, cái này thì Nhân sẽ không đổi đâu, mà Nhân sẽ để làm kỷ niệm. Còn cái tờ 2 đô này sẽ nhét vào cái bao điện thoại ở phía sau cho may mắn. Rồi, cuối video thì Nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành chút thời gian theo dõi video của Nhân. Và cả nhà mình hãy nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được những video sau nữa. Biết đâu là có những căn nhà, lô đất hoặc là một cái dự án nào mà cả nhà mình thấy phù hợp với cái vị trí và vừa với cái tài chính của mình, để lúc đó cứ gọi cho Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cái nhà mình luôn. Rồi bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.